Thưa bà con, 24.000 hecta là số diện tích cà phê già cỗi mà tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh cải tạo thành công trong gần 3 năm qua, với mức tăng bình quân về sản lượng là gần 3% một năm. Trong đó, 50% diện tích là ghép cải tạo được thực hiện ở những vườn cà phê quy mô hộ gia đình với diện tích canh tác chỉ từ 1 cho đến 2 hecta. Trong chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con hiệu quả của mô hình tái canh cây cà phê bằng ghép cải tạo của nhà vườn ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Một trái cà phê ghép có thể to gấp đôi so với trái cà phê bình thường. Năng suất vì thế cũng tăng lên khoảng 30% so với trước kia. Hiệu quả này giúp ông Mùi và bà con ở Đức Trọng giữ lại được những cây cà phê trên 20 năm tuổi, vốn phải đốn bỏ vì già cỗi. Là cây cà phê đây, nhìn cảnh quan toàn vườn là nó đều nhìn hiệu quả, nhìn thấy rất là nhiều trái đây. Anh chị cứ nhìn vào, là một chùm của nó đây, nó là trái không. Nó sẽ hơn những cây cà mình không ghép rất nhiều. Năng suất thì bình thường của nó từ 5 đến 7 tấn, nhưng nếu mình có thể chăm nó có thể vượt trội hơn được. Có những năm tôi có thể chăm hơn 7 tấn được. Trước nó là cây cà phê thường, bây giờ muốn cải tạo nó lên thì năng suất như theo như bà con đây mà như tôi đi làm rất nhiều đây thì năng suất rất là đạt, chất lượng. Hơn cà thường kia là gấp 3, gấp 4 lần. Nếu như mà mình chăm sóc tốt, đầy đủ phân cho, đầy đủ nước nuôi tưới tắm nó hợp lý. Ghép cải tạo là một phương pháp sử dụng ngọn hoặc chồi của cây cà phê này ghép vào ngọn hoặc chồi của cây cà phê khác, mục đích cải tạo giống cà phê. Việc cải tạo này sẽ mất 4 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, trong thời gian ghép, bà con vẫn có thu nhập trên chính những cây cà phê này. Chỉ có điều, năng suất vẫn chưa được cao. Trong thời gian chăm sóc, nhà vườn sẽ phải tăng lượng phân bón lên để giúp cây phát triển nhanh và cho năng suất cao. Nếu như mùa khô lúc tưới thì gia đình là bỏ cà phê phân bón cà phê số 1. Đấy, xong là khi đó là khi tưới. Còn khi bắt đầu đến đầu mùa mưa thì nhà lại bỏ phân cà phê số 2. Và đợt 2 và đợt 3 là bỏ cà phê số 3. Mà đối với những vườn của nhà nó đang vườn cà phê kinh doanh này thì mỗi một lần bỏ nhà bỏ cỡ 1 ký phân. Vì cái lượng cà phê ghép bây giờ nó cho trái nhiều quá thì mình phải tăng nó lên thì nó mới đủ nuôi dinh dưỡng cho cái cây cà phê ghép này, rất là hiệu quả. Như cây này ấy, là khả năng của nó cải bao rồi. Nó so với trái bình thường là nó vượt quá cái năng suất mà mình đề ra. Thì khi nó lớn như vậy ấy, thì mình cái năng suất, cái phân của nó ấy, nó phải thuận với nhau. Anh phải tăng cường dinh dưỡng của nó vượt hơn mức bình thường để nó có đủ khả năng nuôi cái trái này. Và nó sẽ phát ra những cái cành mới, những cái ngọn mới để nó duy trì những cái vụ sau này. Chứ anh không đợi mà để đến khi cây cà phê của anh tàn rồi anh bỏ phân thì cây cà phê phải có trong một quá trình phân hóa mầm hoa rồi đâm chồi này nọc thì nó mới ra được cái hoa năm sau. Đó, nên là mình phải có cái tư duy phân bón cho nó từ trước, không để đến lúc mà nó bị vàng quá đâu. Lượng phân bỏ nhiều hơn nghĩa là chi phí đầu tư khi áp dụng phương pháp ghép cải tạo sẽ tăng so với trước kia khoảng 20%. Tính ra, trong 4 năm, bà con sẽ bỏ thêm cả 100 triệu đồng nữa. Nhưng so với hiệu quả sau khi ghép cải tạo thành công, người nông dân cho rằng khoản phí này chấp nhận được. Ví dụ như giờ mình bỏ lên 1 tấn phân giá của nó là 10 triệu. Nhưng tôi tính là mình được tăng lên 2 đến 3 tấn cà phê. 3 tấn cà phê bây giờ là tính là bao nhiêu? Quy ra giá thị trường là 3-4-12 là mình được 120 triệu. Thì bây giờ tính lại đường nào lời hơn. Đó. Tất cả người nông dân dù thế nào người ta cũng sẽ cân nhắc được cái chuyện lời lẽ thiệt hơn trong vấn đề. Đó. Nó nằm trong chỗ đó. Cây cà phê là một trong những cây mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con ở huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, đa phần cây cà phê ở đây đều trên 15 năm tuổi. Do già cỗi nên năng suất kém, chỉ đạt khoảng 2 tấn một hecta. Để cải tạo được năng suất cây cà phê, ngành nông nghiệp huyện này đã tổ chức nhiều mô hình tái canh cây cà phê bằng ghép cải tạo. Tính đến thời điểm này, đã có 6.000 hecta cà phê được ghép cải tạo.
Thì trong cái tương lai thì ví dụ như năm nay thì chúng tôi sẽ triển khai riêng cái ghép cải tạo không, thì trên tỉnh là hỗ trợ chúng tôi, còn là riêng huyện Đức Trọng tôi là 50 hecta đấy, riêng mà hỗ trợ không đấy, là đấy là nhà nước hỗ trợ, còn chưa kể là nhân dân họ tự thấy hay họ làm đấy. Cái quan trọng nhất là nhân dân họ tự thấy hay họ làm. Hàng năm, hàng tháng, hàng ngày bây giờ chúng tôi trả lời rất nhiều câu hỏi của nông dân về cái bây giờ ghép giống gì, vườn tôi như thế, cải tạo ra sao. Thì chúng tôi nói thật là cũng hỗ trợ nông dân hết mình về với phần kỹ thuật. Đó. Rồi tùy vào điều kiện cụ thể của từng khu vực, tùy nông hộ và kỹ thuật canh tác này, rồi điều kiện về đất đai này, rồi nước tưới này, rồi phân bón này, tức là điều kiện kinh tế người ta, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người ta những ghép những cái giống phù hợp giống như cái vườn của Bốc Mùi ở đây. Lâm Đồng là một trong hai tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, chiếm 28% sản lượng cà phê cả nước. Ngoài Đức Trọng, các huyện khác như Di Linh, Bảo Lâm cũng đang thực hiện việc tái canh cây cà phê già cỗi bằng phương pháp ghép cải tạo. Theo các chuyên gia, đây là giải pháp then chốt trong mục tiêu phát triển cây cà phê của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung.